Hello, chào bạn, mình là Mô Việt và trong clip này mình sẽ chơi vị tướng lưng bố nha, cùng bộ trang phục tiệc bãi biển. Thực sự là mùa hè quá nóng và chúng ta nên chơi những bộ trang phục bãi biển như này. Cảm thấy nó tươi mát hơn bởi vì cái hiệu ứng kỹ năng là bắn nước tung tóe, nước tung tóe nha. Rất tiếc trận đấu này team bạn đi cùng anh chàng Superman xím đỏ. Nếu mà có một em nào xinh tươi thì rất là tuyệt vời rồi, có thể nghịch nước cùng nhau, rất là vui. Ok, và trong phiên bản beta năm chung kết thế giới thì anh chàng lưỡi bố này nó bị giảm sức mạnh về cái khả năng cơ động, nhưng mà tăng một chút sức mạnh về cái lượng sát thương của chiêu cuối. Khi anh kích hoạt chiêu cuối lên thì lượng công lý được tăng thêm, khả năng bào trụ tốt hơn và đam cao hơn. Đánh nhau mà tướng địch không muốn chạy thì tăng sức mạnh, còn tướng địch chạy nhanh quá thì lại giảm sức mạnh đây anh em ơi. Đó là có cái lợi có hại ấy, không đùa đâu nha, không đùa đâu nha. Và mình sẽ tiếp tục cái đồ trang bị sử dụng cái bảng bổ trợ chuẩn trị nha anh em ơi. Chơi nhiều tốc biến và bộc phá quá nhiều rồi thì lần này chúng ta lại tiếp tục trở lại với cái bảng bổ trợ chuẩn trị. Mỗi một phong cách thì chúng ta đánh là một cái lối đánh riêng. Như chuẩn trị này thì anh em sẽ ôm lên và farm thật hăng say từ điểm đầu game vào. Bởi vì các bạn có chuẩn trị mà các bạn kiểm soát con chim này, con thổ dân này, con rơi này, hết sức là hiệu quả, đơn giản, dễ dàng. Còn Superman team bạn thì cứ đi ngay. Đó, hình như lại chạy ngang qua, mình phóng phương tiện và kích vào mặt. Rồi tiếp tục là ăn rơi. À, có Lini. Một trận đấu mà nói chung là thi đấu rất là hòa hoãn, hai bên tập trung là farm. Đây đúng với ý đồ của mình rồi. Và mình cầm chứng trị và khả năng farm của mình chắc chắn sẽ nhanh hơn. Superman chỉ ăn lính thôi, và thậm chí là ăn lính còn thiếu cơ. Mình đi ăn lính này, ăn con chim này, ăn thổ dân này, ăn cả rơi này, chắc chắn vàng mình sẽ hơn hơn thêm bạn rất là nhiều. Nếu anh em cảm thấy chơi mạng lag thì các bạn có thể đăng ký 4G gói tốc độ cao để chơi nhé, mượt hơn rất nhiều. Nhiều khi là wifi không ổn định là mình lại bật 4G lên chơi. Nhất là cái máy iPhone này 4G rất là khỏe, chơi rất là phê, không lo mạng lag. Rồi mình sẽ đợi ở đây, đợi một con bò lạc Superman đi ngang qua. Biết ngay mà. Đây bò lạc này chạy hướng nào? Cái Chrissy cẩn thận. Rồi bạn dường như đã phát hiện ra, và bạn ấy chạy rất nhanh. Chỉ là những cái pha trao đổi chiêu thức thôi. Trận đấu như thế này thì thực sự là mình làm clip cũng rất là chán anh em ơi, bởi vì không có đánh nhau mấy, không vui. Ok, thì trang bị vị tướng lưu bố trong phiên bản mới sử dụng. À đây rồi, con mồi của mình đây rồi. Rồi chạy nào bạn ơi, có chạy lên quận nha. Trang bị các bạn theo dõi bên dưới nhé. Còn bảng ngọc cho vị tướng lực bố thì chúng ta sử dụng như sau. Bảng ngọc đỏ thì các bạn sẽ ép ngọc câu lý trên giáp. Ngọc tím sẽ đảm bảo tối đa hồi máu và tốc chạy. Ngọc lục thì các bạn sẽ ép dùng ngọc câu một lý trên giáp. Có 100 điểm xuyên giáp cho vị tướng lực bố ở thời điểm này mà môn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Hiện tại thì cái phương thiên hoặc cái xích thố nó nhảy có mỗi mình nhảy có 3m thôi, không phải là 3.5m như trước nữa. Và phát nhảy thứ ba thì cũng kỳ làm choáng hất tung tướng địch 0.7 giây thôi, chứ không có thêm hiệu ứng làm choáng 0.2 giây nữa anh em ơi, 0.25 giây nữa, thành ra là khống chế kém đi. Và phát nhảy thứ ba thì anh em vẫn phải căn chuẩn nhảy trúng tướng địch nhá. Ở nhiều anh em chơi lưu bố quen với nhảy xa thì tự nhiên nhảy gần thì cũng thấy là hơi chưa quen đấy. Trời ơi, mình có chiêu cuối thì mình sẽ cân đôi, cân ba luôn. Hổ báo tí thôi anh em ơi, cân ba thì không thể được, cân hai nếu có chiêu cuối là cân được. Superman và Lacrosse thì cân được anh em ơi.
có thêm Nini nữa thì chắc mình bỏ tay. Ấy ấy bé Nini. Rồi là nó chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu thì không qua tường được. Với việc là cái tầm của chiêu 1 nó ngắn đi thì anh em phải đứng sát tường và nhảy qua tường được nha. Chạy làm sao? Rất gắt nha. Rồi chết mình. Còn xíu máu anh em ơi. Lãnh Lưu Bố thì chúng ta không cần phải về nhà, bởi vì có hồi chiều cuối chúng ta lại hồi máu mà. Rất đơn giản thôi. Rồi Superman đã về. Bộ trang phục này mới ra khỏi kho báu mà cái bộ trang phục của em Lưu Sướng từ bãi biển lại vào kho báu. Thực sự là cặp đôi kiểu gì không biết, mình nghĩ là Lữ Phú ra kho báu để đón em Lưu Thuyền cơ. Không ngờ là mỗi người một ngả. Cách nhau một cái khung cửa sắt, thật sự là rất là đáng buồn. Cuộc tình bị chia ly bởi gà rán Canada Liên Quân. Canada Liên Quân Mobile. Thực sự rất buồn. Ở sắp tới sẽ có cái team là rất nhiều cặp đôi về thực bãi biển. Và chắc chắn mình sẽ làm video clip về team bãi biển để các bạn tham khảo xem là cái đội hình bãi biển toàn hiệu ứng kỹ năng là nghịch nước nó sẽ đẹp như thế nào. Nhất là sự góp mặt của bé Điếu Thuyền và bé Valet nhé. Dự kiến là mùng 4 ơi cái gì vậy bạn ơi? Vỗ tay Chrissy. B bạn lại bấn ấn tốc biến, trời ơi. Giờ lãng phí quá đi mà. Lãng phí của trời. Superman chắc chắn là chết rồi. Đọc luôn các bạn ơi. Có chiêu cuối rất hổ báo. Tiếp tục Van Hên tốc biến rất nhanh. Lữ Bố là vị tướng, anh em chỉ cần nạp thẻ là có được nhận tướng free thôi. Rất là tuyệt vời và lối chơi thì cũng rất đơn giản. Một chú ý là khi đánh kỹ năng Lữ Bố thì chúng ta đánh xen kẽ đánh thường nhá, giống như vị tướng Zuka thì sẽ phát huy cái khả năng gây sát thương khi có cộng thêm đam một chiêu cuối và khả năng hút máu một chiêu cuối. Với cái đồ kiểu nhiều tốc đánh như này thời điểm đầu game ý, thì đánh thường sẽ rất là nhanh. Thậm chí anh em có thể đánh thêm 2-3 lần đánh thường để kết hợp và tăng sức mạnh của chiêu cuối nhé. Rồi chắc chắn là whip thì mình lên bảng số. Mới pha di chuyển hơi hớ hênh. Rồi ấy các bạn thấy chưa, khả năng khống chế thì giảm đi rất nhiều. Rất khó rồi khi không có sát thủ. Hiện tại thì từng Chrissy là hot pick ở cái mức neo danh ở thời điểm đầu mùa, bởi vì cái năng cấu rỉa rất tốt. Tầm sử dụng chiêu 2 cũng tăng lên, khống chế cũng tốt hơn và lại còn khống chế tập thể nữa chứ.
Hồi chiều trước cuối này giảm đi anh em ơi, 16 bằng liên tục, rất là khó chịu. Kìa, vip ơi, vip phá trụ đi, trời ơi, sao đi pha một đỏ. Để hết kinh công mất rồi. Rồi. Chết luôn. Rồi, ây. Cái lính rồi, nhưng mà chắc chắn là Arthur lên bảng số. Hay còn gọi là anh chàng Motot. À, đồ này thì đam khá nhiều với hai món đồ xuyên giáp, một món đồ tốc đánh như rừng. Đây anh em không cần phải lên kiếm pha ly nữa. Và đồ xuyên giáp thì rất nhiều công, rất nhiều. Đấy. Một phát lao vào thì chơi hổ máu, chơi tất tay luôn. Các bạn nào thích chơi an toàn hơn thì không lên cái thương cái kiếm Ramasa, mà theo đó anh em sẽ lên cái khiên thất truyền nhé. À, lữ bố cầm chứng chỉ thì hack vàng nhanh hơn lữ bố tốc biến rất nhiều. Rồi, na có đó tìm bạn chạy đâu, phát nhảy thứ ba đó vẫn khống chế rất tốt, mặc dù kém đi rất nhiều. Rồi Superman tiếp tục lại nhảy này, nhảy này, làm chậm này, đánh thường này. Ấy rồi, ôi hổ báo thế là mình phải hổ báo theo rồi. Rồi tôi chụp bắn thôi, tôi trời ơi sấp mặt rồi. Ham hố cùng bạn sờ cớt. Và đây là cơ hội để xạ thủ team mình có thể kết thúc được trận đấu luôn anh em ơi. 15 giây nữa, 13 giây nữa Nacross mới ra. Nacross ơi phá nhà đi. Ok đó, đã đủ thời gian và video clip của mình chơi vì tưởng lượng bố đến đây đã hết rồi. Xin chào anh em và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.